Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Trinh Đào Mobile. Các bố và mẹ của chúng ta thì luôn luôn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Và các bé đi học thì luôn được bố mẹ lựa chọn săn sóc với những cái chiếc cặp nào, hoặc là những sách vở. Và một điều quan trọng hơn cả, xuyên suốt trong quá trình học tập của các bé, đó là những cái chiếc đèn học. Và lựa chọn một cái chiếc đèn học như thế nào để có được cái khả năng có được một cái luồng ánh sáng tốt nhất, cũng như là hạn chế được cái tình trạng là mắt của bé nó sẽ bị cận trong cái quá trình mà mình học. Vậy thì trong video này mình sẽ cùng đề xuất cho các bạn một cái chiếc đèn học chống cận của nhà Zeelight. Và để có thể trải nghiệm cũng như là theo dõi được chi tiết cái sản phẩm này thì hãy cùng với mình vào cái phần chi tiết ở sau nhé. Và với cái thiết kế này, mọi người đang nhìn thấy đây là một cái chiếc đèn bàn chống cận của nhà Zeelight, với một cái phiên bản nó sử dụng ánh sáng sunlight, là ánh sáng tự nhiên. Nó sẽ không có cái luồng ánh sáng xanh khi mà các bé của mình sử dụng, nên nó sẽ đạt một cái hiệu quả cũng như là khả năng chiếu sáng, hạn chế được cái mắt của bé khi mà nó sử dụng trong một khoảng thời gian từ 1 cho đến 2 tiếng. Nó không có hề bị nhức mọi người. Và thao tác sử dụng của chiếc đèn này thì nó cực kỳ đơn giản. Mọi người có thể nhìn thấy cái style của cái chiếc đèn này, nó theo cái phong cách hiện đại cũng như là tối giản hết tất cả các chi tiết. Ở đây là một cái thanh trục sử dụng chất liệu là inox khá là cứng cáp. Và mình nói kia, mình cầm cái chiếc đèn này ở trên tay, mình cảm thấy nó rất là chắc luôn. Và quả thật là thông số kỹ thuật của chiếc đèn này á là 3,4 kg, nó khá là đầm tay. Và đây là phần đế để cho mọi người có thể thấy được là nó cố định được cái vị trí ở trên bàn. Thao tác sử dụng của cái phần đèn nó được bố trí bởi hai nút công tắc có ở trên phần đế luôn. Đó là một nút công tắc tắt mở và một nút công tắc hẹn giờ. Với chiếc đèn này thì mọi người có thể hẹn giờ được là 30 phút với một lần hẹn giờ nha. Và có một cái hay của cái chiếc đèn này nữa, mọi người có thể thấy là mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Với cái phần xoay của nó có thể xoay được một cái góc nghiêng là 90 độ, hoặc là có thể xoay được qua góc bên này là 180 độ với mặt ngang. Đó. Và nếu như mà chỉ xoay ngang và xoay nghiêng thôi thì mọi người cũng cảm thấy là nó khá là linh hoạt với cái bề mặt khi mà chúng ta lựa chọn. Nhưng mà cái chiều cao của chiếc đèn này thì nó có chiều cao hiện giờ là 50 cm. Vậy thì nếu như mà các bé nhỏ nó ở độ tuổi cấp 1 thì nó sẽ thấp, nó không có được cao, thì mình có thể thay đổi được cái chiều cao của chiếc đèn này hay không? Câu trả lời cho mọi người là có nha. Mình chỉ cần để nó như thế này thôi và góc thay đổi của nó sẽ linh hoạt. Đây, mình có thể để thấp như thế này. Bởi vậy thì mình có thể thay đổi linh hoạt tùy vào từng độ tuổi của các bé nhà mình. Và mình có thể thay đổi linh hoạt tới cái chiều cao maximum như thế này, thì mình nghĩ là nó cũng đủ cái độ chiếu sáng. Và mọi người sẽ thấy là với cái thiết kế của cái chiếc đèn bàn chống cận này á, thì nó chỉ có hai cái biểu tượng chạm cảm ứng mà thôi có trên cái phần thân của chiếc đèn. Đầu tiên, tắt mở thì mình sẽ sử dụng công tắc cái biểu tượng tắt mở ở bên này. Và ở đây, với một cái thanh đèn sáng, một cái thanh đèn nằm ngang, thì chúng ta có thể thay đổi được cái độ sáng của đèn. Ví dụ như mình đang ở cái mức cao nhất thì mình có thể thay đổi giảm. Thì mình chỉ cần đặt nhẹ bàn tay lên cái thanh chạm thôi thì nó sẽ giảm và tăng được cái độ sáng khi mà mình sử dụng. Rồi, và với cái biểu tượng chạm ở bên và với cái biểu tượng hình đồng hồ trên cực chiếc đèn này thì các bạn có thể lựa chọn được hẹn giờ cài đặt. Với một lần hẹn thì nó sẽ duy trì được trong vòng 30 phút. Ở đây mình sẽ hẹn và nó sẽ chớp chớp cho mình là xác nhận bạn đã hẹn giờ thành công. Và khoảng chừng 30 phút sau thì nó sẽ tự động tắt cho các bạn nha. Và đây là một cái thiết kế khá là thông minh. Và mọi người có thể nhìn thấy được rằng là cái góc thay đổi của nó cũng khá là linh hoạt nè. Mình có thể xoay nghiêng qua, hoặc có thể xoay thấp xuống, cũng như là mình có thể xoay ngang như thế này. Và chỉ số hoàng màu của nó là lớn hơn RA 95 lần mọi người. Và nhiệt độ màu của nó đạt đến là 4000K. Và một trong những cái điều thông minh nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, trong trường hợp là các bé của mình nó quên tắt đèn đi, nó đã đi về phòng học rồi, nó đã đi về phòng ngủ rồi, và mình cũng quá ư là nhiều bận rộn, mình sẽ quên đúng không? Thì các ông bố và mẹ của chúng ta có thể điều khiển thông qua app trên điện thoại được. Mọi người có thể thấy là mình đã kết nối xong với lại điện thoại rồi. Thì đây là giao diện của chiếc đèn sau khi mà mình đã kết nối thành công. Ở đây thì nó sẽ hiển thị lên cho mọi người là một cái thanh thang độ sáng. Và chúng ta có thể thay đổi được cái thanh thang độ sáng này. Mình có thể đây, mình chỉnh trên điện thoại của mình, nhưng mà đèn nó cũng thay đổi luôn cả mọi người. Và
mình còn có thể cài đặt được cái lịch chiếu sáng nữa. Ví dụ như bạn có thể cài đặt ở đây, nó sẽ để cho mình những cái cài đặt mẫu, cài đặt tiêu chuẩn như là focus, tập trung cái luồng ánh sáng làm việc khoảng 60 phút nè, rồi nó sẽ có thời gian nghỉ ngơi và nó sẽ lặp lại cái quá trình này trong vòng 4 set. Mình có thể cài đặt được giờ và cái lịch để mà làm bài tập, làm việc trong vòng 90 phút. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái tính năng nữa, thì mình nghĩ là nó sẽ khá là tốt cho các bé nhỏ nếu như mà sử dụng một cái chiếc đèn để đọc sách. Ở đây nó có một cái tên, đó chính là I Care For You. Nó sẽ làm việc khoảng chừng 30 phút đó. Và với cái lịch đọc sách nè, hoặc là nghỉ ngơi cũng như là lặp lại, thì mình có thể thay đổi được luôn mọi người ạ. Và cái nhiệt màu của nó lên đến là 4.000K lận mọi người. Ánh sáng của nó không phải là ánh sáng xanh, ánh sáng của nó là ánh sáng theo sử dụng công nghệ sunlight, là một cái ánh sáng trông giống như tự nhiên vậy đó. Nên nó hoàn toàn an toàn cho người dùng khi mà chúng ta sử dụng, mà vẫn có thể đảm bảo được là cái luồng ánh sáng nó đủ thấy cũng như là không gây hại cho mắt, mặc dù là chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian lâu. Đó chính là mọi người có thể thấy là với những cái thiết kế của cái chiếc đèn bàn á, thì trong nó sẽ kiểu như là dạng thanh hoặc là dạng tròn. Nhưng mà với thiết kế của cái chiếc đèn này, đây là một cái chiếc đèn bàn chống cực và cái phổ của nó rất là rộng, và bề mặt tiếp xúc của nó với cái mặt phẳng của mình như là trang sách nè, sách và vở, nó vẫn đủ để đáp ứng được cái tình trạng cái việc mà chiếu sáng trong xuyên suốt cái quá trình học của các bé. Mọi người có thể nhìn thấy nè, với cái phổ ánh sáng này thì nó khá là lớn và mình hoàn toàn có thể yên tâm rằng đây đáp ứng được cái nhu cầu chiếu sáng trong xuyên suốt cái quá trình học của các bé nhỏ của gia đình mình. Nếu như mà chúng ta đang lựa chọn một cái chiếc đèn bàn học, vẫn đang cân nhắc là cái chiếc đèn học này nó có đủ độ chiếu sáng hay không và nó có gây hại gì cho mắt của bé con của mình hay không, thì mình có thể đề xuất cũng như là lựa chọn ngay một cái sản phẩm đến từ nhà Zealight. Đây là một cái chiếc đèn học chống cận của nhà Zealight với phiên bản mới nhất. Thì sản phẩm này đang được bày bán và giới thiệu tại các cửa hàng của Chiếm Tầm Mobile. Nếu như mà mình chưa trải nghiệm hoặc là mong muốn sở hữu sản phẩm này thì hãy đến ngay với các cửa hàng của Chiếm Tầm Mobile để có thể trải nghiệm ngay cũng như là sở hữu ngay cho mình một cái sản phẩm tiện nghi này nha. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.